làm con phải yêu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh tình Chúa.
cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Thầm sinh ra rồi phải tan
sang rồi lá vàng chợt rơi. Ôi con người là hạt bụi đất, đường Chúa thương cho nên hình hài. Vì Chúa thương bao con một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Hãy vui lên hân hoan bước về nhà cha. Lời ru êm ái như đông lúa chiều dị dàng.
yên giấc mẹ hiền vui sớm biết bao thương con quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ một sương hai năm cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến bao sóng làng gần xa tình mẹ dâng tới chẳng ngăn đứng lặng để nghe lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng dặn che sóng ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ lòng thơ ấu quặn gì khi thức trắng đêm bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con mái tóc trắng đành đẫm sương dù ai xa vắng trên đường sớm trong đời để dầu dù cho phải nắng nhưng lòng thương chẳng là mau vẫn mong quay về vui vẻ dưới bóng mẹ yêu vẫn mong quay về vui vẻ dưới bóng mẹ yêu vẫn mong quay về vui vẻ dưới
Chúa nhân từ
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hão huyền, nhân chim con trong bể đầm phù. Hôm nào ra đi vĩnh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Về làng quê bao tháng năm xa xôi ca diệp, chờ từng lối mòn hàng trẻ xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nua chốn. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ tầng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình
à ơ, tiếng vọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu giờ? Mái tranh êm đềm, nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ tận đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh hẹo ấm đêm à ơ, tiếng vọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu? Từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu giờ? Mái tranh êm đềm, nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Ta ra đi xa miền dương thế ngơ ngàng
lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về.
con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa nghiệp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Ông xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con cũng là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian. Khi qua cõi trần, chúng ta lại về với Thiên Chúa. Nghi thức động quan nhắc chúng ta nhớ rằng bà Maria đã rời ngôi nhà trần gian để về nhà đời đời, đã lìa bỏ thân nhân và gia đình để về với ba ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô là Đấng đã cam lòng chịu bao đau khổ vì chúng ta, và chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh biệt ly tan tóc này, chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Trong giờ phút bàng hoàng đau thương và bối rối này, chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh của bà Maria và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Đã đến lúc bà Maria từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh trìu mến của bà Maria, và xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay những kẻ chỉ nuối tiếc chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn đầy hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Chúa là ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Xin Ngài dẫn chúng ta bước vào đường neo bình an. Amen. Mời anh em đội mai táng. Về với Ngài,
vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa bên bờ an vui. Về với Ngài vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Thank you.
Cũng chấp nhận lời không
sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó. Được trợ lực từ Thiên Chúa để
nếu ý Chúa muốn. Cha con có làm như trước sau cùng và cũng khỏi đọc kinh, bởi vì đọc kinh lúc sinh ở hết diện. Người nói như thế, nhưng mà tôi cũng trăn trở trái tim phụ nữ của tôi thao thức cho cái trường hợp của bạn. Và rồi tin mừng Thánh Matthew chương 11 câu 12 làm đánh thức tôi. Nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy. Thế cho nên tôi phải dạy anh chánh trường là nói với gia đình là những người mà căn trường bà đó khi nào yếu lắm rồi, yếu là còn sức để ngủ tôi ra thì nói tôi tới. Mà thật sự đến lúc cũng còn sức đuổi tôi ra thì gọi tôi tới. Tôi tới sức dầu ban ơn cho bà ơn đại xá, tức là tha hết các tội bà đã phạm. Và như vậy bà chiếm hữu lãnh được nước trời. Sau khi tôi sức dầu cho bà xong rồi, tôi quay qua hỏi người con tên thánh bà là gì, thì bà lớn tiếng nói với tôi luôn: Maria những gì nào? Ghê hồn không? Nó cái ơn trợ lực của Chúa là như vậy. Thế tôi hỏi với bà là tại sao không có chịu đi nhà thờ? Bà nói là con không có đi nổi. Thì tôi nói là tại sao không cho cha tới? Thì không trả lời. Tôi hỏi bây giờ cha tới có chịu không? Có cho cha vô không? Thì nói vậy, chịu. Chịu thì tôi cũng làm hết rồi. Không chịu tôi cũng làm xong hết rồi. Thế là tôi mới nói với bà, khi nào về với Chúa, nhớ cầu nguyện cho cha sở, cho giáo xứ, cho con cái, cho mọi người, nghe không? Dạ. Tôi hỏi lại, dạ sao rồi nói nghe coi. Chừng nào về với Chúa, nhớ cầu nguyện cho cha sở, cho giáo xứ, cho con cái, cho mọi người. Lúc đó tôi ra về, tâm tình tôi hân hoan, tôi xúc động. Tôi chạy về nhà chồng thân thể, tôi ngồi rất lâu, tôi tạ ơn Chúa, tôi đã chiếm hữu nước trời cho bạn. Thưa anh chị em, trong đời sống của chúng ta, mỗi khi mình nghĩ rằng sức mạnh của mình để làm điều này, để làm điều kia, nhưng tất cả những sức mạnh đó sẽ kết thúc sau cái tắt thở. Còn cái Chúa cần phải ý thức điều đó, cần phải để Chúa chiếm hữu tâm hồn mình, cần phải để Chúa ngự trị trong linh hồn mình, cần phải để Chúa làm chủ thể thân xác của mình, cho dẫu rằng cái thời gian mình xa cách Chúa là chừng nào, nhưng thời gian xa cách Chúa, lòng mình đừng để Chúa xa cách mình. Và bà được ra đi trong mùa chay thánh. Mùa chay, Chúa mời gọi chúng ta trở về sự thánh thiện nguyên thủy. Đó là biết mở lòng, biết mở tai, biết lắng nghe, biết mở miệng nói lời chân lý, nói lời xây dựng, nói lời yêu thương, biết tái lập khả năng hồng giàu. Chúng ta sẽ trở nên phong phú và thế giới sẽ sống trong hòa bình. Thưa cộng đoàn, cách liên thừa Tàn Nguyễn và Maria, hai cái mối liên hệ nền tảng trong cuộc sống, đó là mối liên hệ giữa mình với Chúa và mối liên hệ giữa mình với nhau. Để gìn giữ hai mối liên hệ này luôn được tốt đẹp, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và phải yêu thương anh chị em xung quanh mình như chính mình. Vậy phạm tội là làm tổn thương cả hai mối liên hệ này. Để hàn gắn lại, con người phải biết sám hối, phải biết quay về để làm hòa với Chúa, hòa với Đức giải tội và phải làm hòa với nhau trong cuộc sống. Một khi đã sống hoàn toàn hai mối liên hệ này, mối liên hệ giữa Chúa với mình
mối liên hệ giữa mình với nhau thì chúng ta sẽ đạt được đích điểm của cuộc đời. Và không có gì có thể ngăn cản chúng ta vào nước Thiên Chúa. Những giờ phút sau cùng của bà Maria, bà đã làm hòa với Thiên Chúa, bà đã nối lại mối thông giao với Chúa, với anh chị em với nhau. Và như vậy chắc chắn bà đã chiếm hữu lấy Đức Trời. Sự ra đi của bà cũng là một lời nhắc nhở cho con cháu ý thức lại đời sống đức tin của mình, ý thức lại cái danh xưng công giáo của mình, và phải điều chỉnh đời sống đức tin của mình ngay từ bây giờ. Hãy nhìn thấy sự ra đi của bà trong ơn nghĩa Chúa để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa dành cho từng người một trong chúng ta. Và như vậy vẫn còn sớm, vẫn còn thời gian, vẫn còn kịp để chúng ta quay về với Chúa, quay về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và tôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tế này trong ngày bà Maria, cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và thưa đến người quá cố. Nếu vì yếu đuối lỡ lầm mà tôi tới Chúa đây ấy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh.
sau bữa ăn uống, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước với bà vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là cầu nhiệm nước tiên. Lạy Chúa, chúng con làm nguyện, Chúa chịu chết và đến sân Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nghe và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một giờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse, hai Đức Cha Phụ Tá Luigi Giuse, Đức Hồng Y Doan Bautista giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Hiệp thông trong thánh lễ này, chúng con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Ba Đấng, xin ơn bình an, xin ơn như ý, xin ơn chữa lành. Xin đưa cho nên tôi tớ Chúa là linh hồn linh hồn du xe nhân dỗ 40 năm, linh hồn Anna, linh hồn Phaolô nhân dỗ 40 năm, linh hồn Anna nhân ngày dỗ, các linh hồn du xe Maria, ba linh hồn Maria Teresa, Joan Bautista Lucia, linh hồn Maria hôm nay an táng, linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ và các đảnh linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã đi đầu trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tải được vào luồng ánh sáng tôn nghe Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa thương thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Amen.
mà ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến kiến muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho. Lạy Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là Maria đã lìa khỏi thế, được máu thánh của Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm quan lạc trong ngày phục sinh. Anh chị em thân mến, trong khi đi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục ca tiên ngữ, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn, được trung thành với Chúa.
xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai, người chị em này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ thiêng muôn đời. Bụi cho lạy Chúa.
Sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mồ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương cho linh hồn Maria được an nghỉ trong ngôi mộ này.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cũng tha hẹn nợ chúng con, xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người chị em tín hữu của chúng ta là Maria ra khỏi trần gian mà về với Ngài, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này là thân xác bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Chúng ta xin phó thác linh hồn Maria cho Chúa. Xin Ngài đón nhận linh hồn Maria vào chốn bình an và cho linh hồn này sống lại trong ngày sau hết. Sau mỗi câu xin đáp, xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Marta khi em cô qua đời: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Còn phép rửa mà thánh quán người chị em tín hữu này, xin thương nhận linh hồn Maria vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã lấy mình và máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng người chị em tín hữu này nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin đón nhận linh hồn Maria vào nước Chúa giữ tiệc vui muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con đang thương khóc người chị em tín hữu này, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trong cây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Một lần cuối cùng cha xin chia buồn với gia đình và xin nhắc gia đình là đừng quên những lời kinh và thánh lễ cho bà Maria. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài.
vui kiếm người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến tan. Thân con tồn tại trong Chúa mà về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay lìa đời con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con, tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời, lúc sống làm người đã biết bao nhiêu lần con sa ngã, lỗi lầm cầu ơn tha thứ, chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời mộng ảo hư vô,
sớm thắm sẽ chiều hương khô như lá vàng lìa cành đông đưa.